Chiều cao là 1m8, dáng rộng là 1m6, dòng dòng gốc là 45. Nằm trong cái chậu vuông, nằm trong chậu vuông 80, chiều cao của chậu là 60. Tổng thể cây tay to rồi. Tay nó to. Dầm nó dày già hết. Đây là 20 năm rồi nhá. Thường chậu 20 năm rồi đó.